of the teaching since she was a child. I think she Tức discovered là Alice một cái Bailey in niềm her hân hoan lớn teens. để mà giới thiệu And one of cái người her chị linh deepest hồn của interests, and chúng we all ta, benefited from it tremendously, is her interest in the một cái history of người the esoteric môn sinh movement. của And Rose has a giáo wonderful lý website từ where she khi mà cô ấy còn displays là historical một photos and documents, đứa and trẻ, we will thì tôi actually nghĩ put là that cô in the ấy chat đã for khám phá sure. ra Alice Bailey Rose, it's always trong những such a cái thời joy niên to thiếu của listen to your mình, và một talks. trong những cái Today, mối Rose's quan talk tâm is sâu the sắc của cô beloved, the ấy Christ và tất cả chúng within, ta, and và nó you. đã trở thành một mối quan tâm sâu sắc Welcome, của cô ấy, và tất cả Rose. chúng It's so good ta to see you. thì được hưởng lợi từ Thank you, Heidi. I am cái mối just quan tâm amazed at này của cô ấy the về lịch sử của synchronicity, phong as trào someone nội môn, earlier mentioned, of the và cô theme ấy of có this một conference cái and how it is website all just nơi cô ấy đưa ra tying những in. cái And photo và những cái tài Michael liệu mà chúng Linfield's ta presentation có thể was thực just the sự đưa vào. absolute perfect segue Cảm for ơn what Heidi, I am going cái to sự be đồng bộ của presenting, all about unity, that divine essential self, tôi và and Michael, cái bài it's trình just bày been a của theme throughout the whole Michael conference, and it's just been so Linfield beautiful. So là first off, giống như là có những cái everyone bài can trình see bày mà nó my liên hệ chat với screen, nhau okay? trong hội nghị này, là tất cả là về cái sự hợp nhất, về Yes. cái bản thể Okay. cốt lõi thiêng liêng, và nó là cái So chủ there đề is xuyên a suốt của toàn bộ very hội nghị, và famous nó quote thật là that we've đẹp. probably heard many times before in our journey Có of một cái câu trích self-discovery. dẫn mà rất Know nổi tiếng mà chúng ta thyself, có lẽ được then thou nghe shalt rất là nhiều know the lần trước universe trên and God. trên cái con đường hành trình tự khám phá ra bản thân And that mình, is what we đó will là hãy be tự biết chính exploring. mình, và rồi bạn sẽ biết được vũ trụ Who và am thượng I? đế. Who are Tôi you? là ai? Bạn là ai? We live in a world where there is Chúng where ta the search sống for trong một thế identity giới has become a billion mà dollar industry. One's ở nơi identity mà is cái việc often tìm held by kiếm one's cho cái beliefs bản about dạng, themselves cái nhân and how the dạng, world cái bản perceives sắc them, đã or trở rather thành một how cái they ngành công perceive nghiệp being triệu perceived by tỷ others. đô, A và cái futile bản sắc của materialism một người often thường attempts to bị fill this nắm giữ void bởi cái niềm as tin humanity của strives for người a sense of về của người self đó, về and chính họ, meaning. và về cái cách mà thế giới nhận thức về One họ, example of hơn là cái this cách is mà the họ nhận luxury thức, handbag market. It is currently họ at nhận thức về bản thân được $30.1 billion nhận, and is tức projected to là reach hơn là cái almost cách mà họ nhận $51 billion thức về bản by thân được nhận thức bởi những người khác. 2031. So Và you have your Louis Vuitton bag for cái túng duy $4,800, your vật nó thường nỗ Gucci lực để mà lấp đầy $28,900. cái trống rỗng này And khi mà while I nhân have nothing loại against a đang good handbag, nỗ lực especially a đến Louis muốn một Vuitton, but if cái ý my thức về sense of bản thân và self ý nghĩa của and nó, và my một cái ví dụ là self-image về starts to những become defined by cái thị brands and trường và những cái titles, túi xách by tay, what I think hàng and my hiệu, như là những cái xách ideas. tay mà We've heard of the term sang identity chảnh đó, politics. và nó I'm thậm creating chí a là nó facade. hiện I'm tại là creating a nó là một cái stage ngành công nghiệp character, mà đến which is okay as long as I cái know gì that's all it is. But hàng many of tỷ đô us la can gì get đó, lost in this false mấy sense chục tỷ đô of la, identity because we don't và really đến know nó được dự who we đoán are. là có thể đạt đến 59 tỷ And đô you trong also, in the esoteric 2031. work, hear of these Và rồi, phrases, the one soul, not my nhưng mà chúng soul, ta cũng có the cái công souls of việc men are one, nội there is not nội but môn me. But của what những cái does chủ this âm là really mean? không We may phải linh know hồn in của tôi theory, mà linh hồn của bạn, và linh hồn but của what bạn mà là about linh một linh hồn duy experience? nhất, Just không có cái as gì Michael khác Linfield was mà saying, the bởi ngoài tôi embodiment of và linh this hồn của mọi teaching. người, và tất cả linh hồn What của would mọi it be người là like một. to experience Và these phrases, to chúng ta có thể experience là biết về mặt lý this thuyết, nhưng mà những unitive cái điều này state? thực sự có ý nghĩa là gì? Chúng ta có thể biết về mặt lý thuyết, nhưng mà còn thực tế cái trải nghiệm thì sao? Như Michael Linfield đã đang nói là chúng ta hãy Passed. hiện thân cho cái giáo lý này, So hiện here's thân some cho cái lời dạy quotes này. about the Và oneness and the one soul. He who sees all beings in đây là his cái trích self dẫn về cái and his tính nhất self thể in all và về linh beings, hồn duy nhất. he never Cái suffers, ngài because người when he sees đấng all mà nhìn thấy tất creatures cả within mọi his true chúng sinh self, trong bản thể then của ngài jealousy, grief, và and bản thể của hatred ngài trong tất cả mọi vanish. chúng sinh, thì cái người đó không bao giờ He đau who is khổ, bởi rich in vì the knowledge of the self y does người not đó nhìn covet thấy tất cả external power mọi bản or thể bên possession. trong chính mình. There is no joy in the Vậy finite. thì khi There is đó only joy in the infinite. đau khổ, The thù hận hay là infinite, ganh ghét free, đều biến mất, unbounded, và full những of cái người joy is nào our mà giàu native có trong state. cái hiểu biết And that's về from bản the thể thì sẽ Upanishads. không che đậy cái sức mạnh And then bên from ngoài, esoteric hay thật sẽ psychology, còn
che đậy với DK cái sức says, mạnh bên the ngoài hay là souls who are với cái sự sở initiate hữu, into the và mysteries of the kingdom of God. không có These cái are niềm souls vui who trong are cái not sự hữu only hạn, conscious of their và chỉ vehicles có of cái niềm vui expression, trong cái sự vô hạn. personality, Cái sự vô hạn thì the integrated nó tự personality, do, nó and không bị conscious trói also of buộc, và nó themselves tràn as đầy cái niềm souls, vui but they trong cái know trạng past thái all thân của controversy chúng that ta. there is no such Và thing từ as tâm lý học my nội môn soul thì and your những cái linh soul, hồn, but những simply cái người là the những cái soul. đấng điểm đạo đồ They know thì đi this vào not only as a vào trong mental những cái bí nhiệm proposition của thiên and giới. as a sensed Đó, đây là reality, những but cái linh also hồn as mà a fact in their own không chỉ consciousness. That is what ý we thức are về cái vẫn cụ striving biểu to hiện của achieve họ, mà in như some là những cái measure. phàm ngã tích hợp, mà còn ý thức So to về bản truly thân know họ the như là soul, những cái linh we hồn. must know that there is no Như vậy death. đơn giản, bởi vì để mà thực DK sự further biết được linh hồn says thì chúng ta phải biết in the rằng không có cái Ray's chết. initiations, the fear of death is one of the great Và abnormalities or trong Cung và Điển distortions Đạo of thì divine truth for which có the trích dẫn words of là cosmic cái nỗi sợ evil are chết là một responsible. trong những When in early cái điều Atlantean times, bất they thường vĩ emerged đại, from the điều place đến đường where lớn lao, they hay là cái had been sự confined and biến forced dạng, temporarily sự the méo mó retirement of the của cái Great White sự Lodge to thật thiêng subjective liêng, chân levels. lý thiêng liêng, Their first great act of bởi distortion vì was cái to điều đó implant in human beings fear, mà beginning with the các fear of cái death. vị chúa tể From that của time on, men cái have ác laid vũ the trụ phải emphasis chịu trách upon nhiệm cho death những cái điều and not đó. life, Và khi and mà have been trong những cái ridden by thời fear Atlantis all their thì days. họ đã xuất hiện One of từ the cái initial nơi mà acts of họ the đã, reappearing Christ and of the hierarchy will be to erase this và particular fear một trong and những to cái hành confirm động in people's khởi minds đầu the của cái idea việc that tái lâm của Đức Christ incarnation và Thánh đoàn and the sẽ là cái taking việc of a xóa bỏ form cái nỗi is the sợ đặc true thù place này, of và để darkness mà to the xác divine định lại spirit, trong con which is người, trong man, trí con người, cái ý is tưởng death về to the về spirit sự luân, sự temporarily lập nhập and thế, imprisonment. và khoác vào cái hình tướng So do now we're going to cái move sự right thật về into cái a video experience. So we're going to hear about this unitive state về cái from nơi chốn thực someone sự who của has bóng tối experienced it. với Here, cái Panagore, thiêng as liêng a của tinh young thần man in vốn là con người. 1980, had a near-death Và experience while trên đó ice chính là climbing in Canada. cái chết He đối actually với died. It's only called a near-death tinh because thần, he thì là came back. nó cái chết đối với tinh thần thì As you listen to Peter's nó story, tạm thời và nó là I tù want you ngụ. to really pause and listen. Và Listen with full attention and Peter, intention. chúng ta sẽ Really nghe câu try to chuyện của feel Peter the quality và thực sự behind his dừng lại và để words lời lắng and nghe try to với cái sự chú experience tâm, his để thực sự cảm experience. nhận về And cái I những cái think phẩm he tính đằng does sau in a những cái lời wonderful của ông job và of cái trải nghiệm của really ông. conveying Thì this Peter experience là một in cái a người way trẻ, that và you trong năm can, just as a 1980 đã có một listener, cái trải nghiệm cận partake tử in some khi mà way. leo lên It cái is ngọn núi tuyết absolutely ở Canada, wonderful. và ông đã thực sự chết. Nhưng mà rồi ông chỉ có khi mà ông ở trên cái bàn gì đó thì thì ông lại bắt đầu quay trở lại. Mọi người đều chết. If this video starts buffering, Michael, you can play the video. Đây là câu chuyện của Peter Panagore. Ice climbing is a hyper-focused state of Cái be việc leo present là where leo you are. núi núi You're not thinking băng about the á, future, là you're một not thinking about the cái past, trạng you're thái tập thinking about trung, siêu exactly tập what you're trung doing, where để you mà are, hiện which diện is perfect for me. nơi mà bạn I đang ở love that đó. Bạn không hyper-focused có nghĩ về tương space. lai, bạn cũng And so không có we were nghĩ về both quá khứ, bạn cũng hyper-focused in. không Our nghĩ climb was về, mà bạn chỉ uneventful, nghĩ về chính xác cái other việc mà bạn than đang làm, cái nơi mà my bạn đang ở đi, burning và điều out đấy of my nó muscles hoàn delayed hảo đối our với climb tôi thích significantly, những cái so không that gian by the tập time we trung, reached siêu the tập trung, top of the và climb, the sun was tôi already đang setting. ở Many of the teams were already descending an và hour, 2 hours before we even began thay to vì reach cái the việc top. mà đốt cháy cái The cơ của difficulty tôi was that trong you can't việc just turn around and go back down. leo You núi can't gì say, oh, đó, I've had enough. I'm just going to tôi go walk đã down the leo lên tới trail đỉnh và and mặt go to my trời car and drive away. There's no trail to đã ở walk down. đó, You have đã to đặt follow the lặng, đã route, bắt đầu and the lặng route hay là goes đang up, lặng, and then it goes và nhiều across, người and then trong it đội comes của down. You tôi can't just đã descend. đi xuống We trong reached the khoảng top of the 1 giờ, 2 climb as giờ the trước sun khi chúng set, tôi bắt đầu and the temperature dropped 30 đi degrees. I đầu don't really know, chạm but it đến dropped significantly, đỉnh. Và cái điều khó very khăn quickly. là This was bạn có March, Canadian mà không Rocky thể Mountains on the chỉ Icefields quay lại và đi Parkway. xuống. It's seriously cold. It's serious wilderness. It's very dangerous. We knew that going into it, except for
bạn bạn tức là unprepared bạn to không spend chỉ the có thể night bạn không exposed. thể đi xuống được. In our Chúng tôi đã defense, chạm no one đến else đỉnh was núi và prepared to khi spend đó the là night mặt trời exposed bắt đầu either. lặn It và nhiệt was a độ day climb, and so you bring day climb gear with you. đã giảm That xuống was a 30 độ fatal mistake. và tôi All thực night sự long, không biết my terror had been là nó increasing đã and giảm rất là increasing and nhanh increasing, and và simultaneous to this, there was this và nó rất other là part of me that was cái nơi mà hoang driving vu như vậy thì nó clear rất là down nguy hiểm. inside myself, Và and ngoại trừ là I như feel chúng like ta I biết was cái điều touching đó, into ngoại trừ cái điều my là chúng ta đã original không có chuẩn mammalian bị mind để mà of trải qua survival. cái việc When I mà qua realized đêm đêm tối no ở amount đó of willpower was và going to không có drive ai trong me, chúng tôi đã thực sự instead chuẩn of bị trong việc cái trải the nghiệm fear cái ban đêm ở rising to đó, overtake bởi vì me, đó là I một cái cuộc became leo núi ban calm ngày và and như mình bạn peaceful. chỉ mang theo I những became accepting giống như of là my những circumstance. cái I trang bị knew vào ban where I ngày thôi, và was đó là and I một knew cái what was sai going to lầm, happen. And I remember that I had sai been this lầm movie chết had been người. popular recently Và trong some suốt years cái đêm before, tối là Little cái nỗi Big sợ Man của with tôi Dustin đã ngày Hoffman. càng tăng tăng And in dần it tăng there's this dần famous và đồng thời character. với He's the old là wise man of the tribe. And every day he gets out of his teepee and he tôi says, cảm nhận như là tôi "Today's a đang good chạm day to vào die." And so I think to myself, "Tonight's a good night to die. It's giống so như là beautiful here. There are millions of stars, every single color you can tôi tự imagine. nói với bản And I thân can mình see the hôm nay là sizes cái of them. ngày cái đêm Never, tối, you know, they're tức all là kind of cái the đêm same tốt size where I để live. mà But chết, you can see nó thật sizes là and đẹp, ở đây brightnesses nó and có hàng colors triệu and ngôi sao constellations và and nó galaxies có mọi and the màu snow sắc is mà bạn có reflecting thể off the tưởng tượng mountains ra, across the way and và I could tôi hear the thậm chí có river thể nhìn down thấy cái kích below cỡ của nó and it was lên nó tất so cả mọi beautiful. dạng cái nơi mà tôi sống, và tôi có thể And I nhìn thấy knew that there was no cái sự escape. sáng đẹp của những cái màu sắc và những cái chòm And sao around và this thiên time, hà this peace kind of và cái settled tuyết inside nó of phản me. chiếu And I was cái sad. núi dọc I theo cái was con sad đường, và because tôi có thể nghe my thấy parents cả had cái lost tiếng con my sông sister. And I ở was going to bên give my dưới, parents và this nó other thật là opening. đẹp đẽ, và tôi But there biết was là nothing I không could do có about it. cái nơi nào để mà trốn thoát And this nữa. Và peace, trong cái khoảng thời gian despite đó, that, in nó có một spite cái of sự that, bình settled an, có cái inside dạng of bình me. And an then mà I got nó bắt hot. đầu Hypothermic nó ổn people định are ở bên often trong found tôi, naked và tôi đã because buồn. they get hot. Tôi And so buồn I got bã, bởi hot and vì I unzipped my coat. cha And tôi Tim đã started mất yelling at người me, chị "Don't của tôi, unzip your coat, và bây zip your giờ coat tôi back sẽ up." để And I lại was cho like, cha mẹ của "F tôi một you, cái I'm vết not gonna thương zip my mở, coat back up một cái vết 'cause mực I'm mọc hot." khác, và tôi không có thể làm Meanwhile, I'm điều still gì về pulling điều on the đó. rope. Mặc dù như vậy, And then I begin to fall ở bên asleep. trong But it wasn't like tôi tự snuggle nhiên into tôi my có một cái pillow gì and đó nóng it lên, was like a nó giống như curtain là would go một down. cái nhiệt gì đó Boom, the mà curtain khi goes mà down. I'm mọi người asleep. ta thường thấy khi mà I người have ta blackness. trần I am trụi, out. bởi vì And người then ta cảm thấy smack my nóng, tức helmeted là head khi on the nóng rock người ta and cởi jar trần đó, awake. và tôi cảm thấy nóng, Realize và I'd been asleep. Pull myself back up on my harness line and và yank on the rope Tim, again and repeat this process. I don't know tôi mở how many cái áo times. khoác gì đó hay sao The đó, và last anh time Tim bắt after I đầu fell kêu asleep, I stood back hét up với again. tôi And as I stand up, đừng I có get the mở last thing with cái hypothermia, áo which khoác, is tunnel mặc vision. mặc nó There's this lại, big black circle tức all the là way đóng around me lại, at that nhưng distance, mà and it rồi tôi begins to cảm close nhận rather rapidly, like a stage tôi bắt set đầu with a tôi bắt đầu spotlight tôi coming kéo down một to cái sợi black. dây gì And I đó, và tôi remember I'm bắt looking đầu around and buồn looking ngủ. up and I'm looking Nó over and không I'm looking giống như down at the là river cái việc and it's going. mà ngủ trên cái And gối, as và nó it giống như closes, là I think to một cái tấm myself, oh, I'm màn, và blacking out nó again. đi xuống, But I'm thinking và also, what's different this time? What is tôi this? thiếp I'd ngủ never seen đi, such a và thing rồi before. tôi có I một cái bóng expected đêm, và as this was closing that it would be the darkness of the curtain fall and và I'd be rồi asleep. But this time, when it went to black, I didn't fall asleep. I was awake. It goes to black and I'm và đó unexpectedly là still một một cái conscious. vòng tròn And I'm now tối confused. đen I don't know what's going on. And I don't xung quanh tôi, understand anything. và Why? cái Where's the khoảng cách mountain? Why do I ở have và tại consciousness? tại I cái feel khoảng like I cách have của cái my chết eyes ấy, open, but nó bắt all đầu I see tiến is gần, darkness. And so và all these thoughts giống are như running là through nó my nhanh head. And chóng then như this là darkness một cái giai gets đoạn bigger and mà bigger and nó bắt bigger. đầu And it's this với một crazy cái thing điểm where sáng mà it's nó pitch dark, but I dán can xuống see in the dark. Thành cái And way bóng far, đêm, far và tôi nhớ là tôi in đã the nhìn xung distance quanh is a pinprick và tìm of light, kiếm, và like a tôi nhìn little khắp nơi, pop, và tôi nhìn and xuống cái dòng pow, sông, light và shines, and this nó is vẫn đang chảy, visibly as far away as the furthest star that I could see. But và it's the tôi bắt đầu only star nghĩ, in this và dark heaven that I'm in. And it rushes toward me. It appears and it tôi rushes chờ cho toward me, and it nó begins to fill khép this lại darkness with cái tấm itself màn, really cái màn của bóng rapidly, tối rơi traveling xuống, an immense và tôi distance tiếp, faster than tôi the cứ speed ngủ of đi, light. nhưng mà lần này And I see this nó thing coming lại toward me, tối, và and it tôi không đi communicates theo with nó, me và telepathically, non-linguistically, tôi bị no thức tỉnh mà words, đi vào just a cái download bóng of tối, information và tôi and the data was, và một cách I'm không mong taking đợi you. tôi vẫn ý thức And it được, came và bây with giờ tôi all bắt đầu power. hơi bối It rối, came with và all tôi không biết cái điều knowledge. gì It đang diễn came ra, with all tôi không hiểu might. mọi thứ, tại And it sao?
I'm cái ngọn taking núi nó ở you, and I đâu, thought to myself, oh liệu no, you're not. I don't understand tôi what's có ý going kiến gì on here, không, but I'm not going tôi có, anywhere. And và I tôi dug cảm thấy down deep giống như inside là to đôi put mắt của tôi mở ra, knowledge. nhưng It mà tất cả came những with gì tôi nhìn all thấy là bóng tối, might. và rồi And it, tất cả những I'm cái taking you, suy and I nghĩ thought nó to đang myself, chạy oh no, you're thông not. I don't qua đầu understand của what's tôi, going on và here, rồi bóng but I'm đêm not nó ngày going càng anywhere. And lớn I hơn dug lớn down hơn, deep và inside nó to là put up cái this điều điên willpower rồ that I là had. nó But giống như một whatever cái willpower lỗ I had was đen, và tôi nhìn thấy zero compared to cái the bóng tối immensity of the power of this entity. và cái khoảng cách And rất là then this, xa. like a portal I describe in my Cái book cách is as like a mà có door một cái chút opens, ánh but sáng nó tỏa I could sáng, describe it as a nhưng mà rồi nó waterfall appears. I could có say thể that nhìn it thấy, was well, that's the metaphors I'm using. và rồi nó This chỉ là waterfall appears cái and ngôi it's sao duy made nhất of light trong itself. And it's cái a bầu trời đen flow, tối and on its surface, mà it's tôi ở all trong đó, star-like, và all sparkle colors nó I'd tiến never seen gần về phía before. tôi, nó It's the xuất most hiện và nó compelling chạy thing về I'd phía ever tôi, witnessed. và nó bắt It's đầu seductive. lấp đầy It's cái bóng tối drew với me chính bản thân toward nó, itself, and so all of my và will vanished, nó thực all sự my là rất là nhanh chóng self-understanding và nó dịch vanished. chuyển All I với một wanted was cái it. khoảng cách ngày càng nhanh với I một cái tốc often độ của tell ánh it in a sáng, certain và sequence tôi nhìn and a thấy chronology cái that gì makes đó nó sense to tiến my về phía brain, tôi but that's và not the way nó it giao happened. tiếp với tôi It was một cách all viễn together. cảm, và The first thing that và chứ happened to me không có is I phải went into là a bằng hell of ngôn my own ngữ, making. và rồi This hell of my own nó making tải was xuống những cái all of thông the tin và những cái pain dữ that I liệu mà caused in my life. tôi đang So I đang đưa ra với bạn, experienced và nó all of the tiến với một suffering toàn that I bộ cái gave sức mạnh, away from the nó đến với interior toàn view bộ những and cái tri thức, personal nó đến với experience toàn of bộ những every cái sức single mạnh person that I heard và in a mà tôi đang đưa bạn chronological vào, và sequence in my life. tôi nghĩ với I was tự in nghĩ với every one mình, of them. Simultaneous to being tôi inside không of them and biết, tôi không hiểu experiencing cái điều the gì pain đang that diễn ra I ở đây, had nhưng given mà them, I was outside of them tôi as the không có person đi that bất I cứ had đâu, been, with all of tôi my chỉ reasons and đạt, emotional tức là status, đứng choosing or sâu ở emotionally bên trong reacting to cause that pain. Và để So mà I had this, dựng lên một cái sức mạnh của ý chí and I felt rằng this shame tôi of the có pain that I was cái causing, bất not cứ just ý to the chí people, nào mà but tôi the đã có, divine và tôi đã self có because of cái this tri thức immense và nó đến với love tất and cả những cái sức purity mạnh, that I was simultaneously perceiving from the unlimited và creator tôi who không hiểu cái điều manifests gì all things, đang this diễn no-thing ra. that is everything. There was a voice. The voice was speaking to me this whole time without language, and it was all có around một me and inside of me. Tiếng nói, cái I tiếng know nói đó you. nói với I've tôi always trong suốt known cái thời you. gian đó, mà không Everything có cái ngôn about ngữ nào you đó. is known to me. Nó ở I khắp wasn't nơi being xung quanh tôi và judged. ở bên trong I tôi. was simply Nó nói being là tôi shown biết bạn. myself. Tôi đã luôn luôn biết bạn. No matter Mọi what thứ về I bạn, did, I tôi đều was biết. beloved. Và tôi không có And bao I giờ, got bigger tôi and đã không bigger phán and xét. bigger in this Tôi chỉ đơn unitive giản state of là this oneness. And I'm hiển lộ bản carried thân mình, across this coi vast cho dù bất distance cứ tôi to làm sort cái of this gì, edge. And at this edge, tôi đều my consciousness is được poked tôi là được yêu outside thương, of this field of và heaven. And I can và see tôi trở all nên of our lớn universe. hơn, I lớn can see hơn, lớn all of hơn our universe. I trong can cái see trạng all of the thái hợp nhất galaxies. And I can see của beyond our cái tính universe. nhất I can thể see the này, origin of và our tôi universe. được And beyond the tiến, origin of our universe, sort of tôi above and below it and được beyond it, xuyên I see qua all cái these khoảng other cách universes. rộng lớn And then my của một vision shifts. cái bờ And I rìa see này, all và of cái bờ rìa của humanity, tâm thức này, all of the earthly humanity. I see the earth like a được hologram and 7 billion people giống như on là it. Được And the gõ message vào to me is bên the ngoài same. bởi một cái They are all khoảng my trời rộng, beloved. và every tôi có single thể one nhìn of thấy them. Every, tất cả the amount of mọi love that I cái love vũ you trụ with của this chúng ta, universe tôi có upon thể nhìn thấy universe tất cả of toàn bộ love cái and vũ trụ của chúng creation ta, and tất cả life mọi that I thiên give hà, to you và tôi is có the nhìn thấy same vượt that I ngoài cái have vũ for trụ every của chúng single ta. person. Tôi có nhìn And I thấy see nguồn inside gốc của every vũ trụ single của chúng person. ta, I see ở vượt everybody, ngoài not cái vũ like in trụ a của chúng ta, dream or in a cái vision, bên like trên they're real. và dưới I nó see và vượt them as ngoài real nó, human beings và cái tầm living nhìn their của lives, tôi half the world nó is dịch sleeping, chuyển, people và making tôi có thể love, thấy people toàn bộ being nhân loại, tortured, there's toàn wars and bộ trái babies đất being born and giống như people là are bored and there's art and there's một everything and everybody's doing cái everything and inside every single person ký ảnh I see hologram inside them a golden trong light 7 and this triệu golden 7 tỷ light người is ở trên gold đó itself và một cái it thông is the điệp purity đối với tôi of their divine nó giống như original là self and it's in every single person and they cannot see it tất inside cả, each other and everything is covered with tất this cả thick đều foam that extends up above the tất cả atmosphere họ and it's tất cả so chúng dense đều là that no những one người can thân see thương the của light tôi inside anyone mọi else mọi as người I can trong see họ it mọi here người trong cái making nhân loại it đó plainly mọi true that all of the từng love cái tình of yêu all of thương these mà tôi multiverses was yêu for thương bạn everybody với and all of the planets and all of the galaxies and all not just for us like và tôi everything nhìn thấy họ như particularly những con beloved người thực sự sống những cuộc đời thực sự
và một And nửa when cái thế I could giới thì đang hear ngủ. this, Và then this influx of mọi love người came to me. There was mọi người this thể hiện tình yêu beauty, thương, mọi người joy, bị hành understanding, hạ, rồi knowledge, chiến tranh, bliss, rồi paradise, trẻ em awe, được sinh ra, và mọi adoration, người wholeness, như là light, and it tôi expanded nhìn thấy inside of me trong till họ I một cái ánh inflated sáng like a vàng kim. balloon. Mà và đó là cái I'm sự thuần khiết inside của cái in this space of infinite comfort. Thủy thiêng liêng I của am họ, the most và điều đó comfortable nó I've ever có ở been trong in mỗi my người, life. mà nhưng mà họ không thể nhìn thấy nó. And Nó then bên trong this mỗi người và mọi thứ, và nó được contracted down nó được bao phủ bị bao phủ bởi một cái lớp mà lớp dày mà nó mở rộng chúng ta ở phía bên trên cái bầu khí quyển của chúng ta. Và rồi nó có một cái cơn lũ của tình thương nó đến với tôi, và đó là cái vẻ đẹp, cái niềm hân hoan, sự thấu hiểu, nó là một cái phúc lạc và thiên đàng, và cái sự ngưỡng mộ và toàn thể và ánh sáng, và nó mở rộng bên trong tôi cho đến khi tôi bay lên như là một cái bong bóng, và tôi ở trong bên trong một cái không gian vô tận của một cái sự tiện nghi vô tận. Và tôi And in the moment that I ask this question, nó mở I rộng. Am swept across heaven. And đến as một I go, I take on more substance. And I'm being carried, bây the giờ divine self, and this angelic form, this light cuộc being, đời, it comes con with như me. Con người của it tôi. Brings me and I tôi become có thể nhìn denser thấy and denser as I thống khổ travel. Của cha and in mẹ front tôi. Of me, I have a million entry doors, all of them leading back to this body. Đau khổ But there's all of these doors presented in front of me, and all of them are lives to choose to live. The divine voice và says cái sự to biến mất choose. Của chị tôi trong suốt những cái năm and shows me all of từ these những cái năm possibilities. Đó and it says to và me, tôi có thể nhìn thấy cái nỗi đau khổ me, mà họ đã chịu đựng. Pick the light. Và liệu and tôi I có think, tôi chết now I pick thì tôi phải đi I want những a cái little giọng nói tại sao I want mà a creativity. I want so, I tôi want nói a về little cái freedom in my life and so I don't quite pick the full light. I và pick rồi outside of it. Và rồi tôi được and đưa đi bởi một door. Cái bản thể thiên liêng. And I go in that instant, that's nó where I am. And có một cái hình tướng thiên thần, đó là một cái bản thể của ánh sáng, và nó đến với tôi và nó đưa tôi, và tôi trở nên đặc hơn và đặc hơn khi mà tôi dịch chuyển. Và ở phía trước tôi có hàng triệu, có một triệu cái cánh cổng tiến vào cái lối vào của tất cả chúng, và nó dẫn dắt tôi trở về cơ thể này, và nó có tất cả cánh cửa, nó được ở phía trước tôi, và tất cả những chúng là những cái đời sống mà để mà lựa chọn để sống. Và cái bản thể thiên liêng đó nó nói với tôi là hãy lựa chọn và hãy cho tôi biết là cái khả năng nào, và nó nói với tôi là hãy lựa chọn tôi, hãy lựa chọn ánh sáng. Và tôi nghĩ đó là and I'm like trapped in this container. Tôi muốn có một cái sự I'm sáng tạo, like, tôi muốn có một chút và tự do trong cuộc đời của tôi, và tôi đã không và rồi trong cái quá trình để mà tái vật chất hóa này thì tôi trở nên nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại, và trở nên mà như bị ép lại và bị ghiền lại trên nhỏ hơn, nhỏ hơn, cho đến khi tôi là một cái gì đó nó bị nén lại bên trong cái bản thể thiêng liêng này mà cách không có thoải mái lắm. Và rồi giống như là cái with the sky and I was somehow above it. I was looking down through my body into this world and I was two places at once. I was in this physical form but I was also seeing it from an outside point of view. Tôi có cái trải nghiệm giống như là một cái vị thần ở trong cái chai vậy, cái vị thần trong chai. Giống như là một cái gì đó khổng lồ, một sức mạnh khổng lồ mà nó sống trong một cái không gian nhỏ bé, và tôi bị buộc và bị vào bên trong nó, và tôi không muốn cái điều đó, bởi vì hot tiến vào cái điều này là nó giống như là tiến vào cái sự đau khổ. We go into the nhưng mà car, tôi đã không có nó đau ở trong đó, nó mà nó chỉ có cái sự chữa and lành và cái toàn thể và cái chuyện nhất thể và cái vẻ đẹp và phúc lạc.
nhưng mà I đã didn't have any cái words to nỗi say in đơn, the first nỗi place. đau cái thì nó đã không I có don't even trôi quên understand what đi, happened to nó me. đã không tồn tại khi mà So I tôi ở trong cái said trạng thái nothing. hợp nhất. I Nhưng mà began giờ my đây tôi đang long ở bên trong cái điều silence. đó và tôi giống And như là from tôi that point on, bị mắc kẹt ở I trong was a different cái bể person. chứa, cái phận cổ chứa này, và tôi tỉnh That thức trong morning, we began our drive south. cái thùng chứa này, There were và tôi ở beautiful, đã ở a đâu, beautiful cái gì đã sunrise, xảy and ra, there were và rồi silos and fields and mọi colors dạng trong and cái não bộ của tôi clouds nó and trở lại, gorgeous và tôi bắt đầu Canadian suy nghĩ, countryside, và tôi bắt and đầu I, nghe to me, thấy, và was cuối cùng tôi có thể ugliness nghe and thấy cái tiếng darkness. I could kêu, see và light tôi mở mắt behind ra, it, but it was và ở trapped đó, away from me. It was like Tim living in a đang nhìn two-dimensional space, like nhìn xuống black and tôi, white, và like anh a ấy khóc, cartoon that và flickered from anh the ấy nói early là 20s, bạn and the đã chết, sounds nếu bạn terrible, chết, tôi and sẽ there's chết, space in và anh between ấy every kéo tôi frame, lên, and all of it và was anh ấy đang just khóc, và anh ấy đang not kêu lên, pure light và anh ấy because of the mere giống như materiality là of its thingness compared to no thing, và beauty, rồi purity, giống như love là tôi of chứng kiến ultimate cái chuyện gì đó, infinity. tôi có The thể nhìn thấy comparison bản of thân my mình trong experience cái nơi was, what này did I do? với cái người Why am I này, here? Now I'm và stuck inside tôi this thing. nhưng mà tôi And because I saw myself giống như là ở relative to trên the nó, size of tôi the đang nhìn universe, xuống I thông know my qua own cái cơ thể của insignificance. tôi đi vào trong thế So giới, why và tôi đã be? ở hai nơi cùng một lúc, I và tôi couldn't đã ở possibly trong live the cái same life I hình lived tướng thể before xác after này, seeing what I nhưng mà saw tôi at the cũng đang nhìn experience of nó it. từ một cái điểm ở bên All that ngoài, I was left từ một with cái was điểm, this longing cái desire, góc nhìn ở this bên light ngoài, inside myself that và says, anh ấy this nói is và me. kéo cái sợi dây, tôi Seek kéo cái sợi me. dây, và And it was small in nó comparison to và what chúng I had. tôi đi xuống, And so chúng I tôi đã decided to pursue it. But to chúng do tôi that, đã giống như là I bị had cái to gì mà change the mình giống course of như my là life. sao I had to bị mất learn nhìn how thế to này. dive Tôi đã inside có myself. cái And lều I và had có to một cái learn what the ancient wisdom was before me to understand where I might go. And in my world, it was people like Emerson and Thoreau and Blake and Coleridge and Wordsworth and a tôi đi vào smattering trong of cái xe hơi, some of và the chúng Upanishads and tôi bật some of the cái máy earlier sưởi lên, và Eastern chúng tôi toàn ngồi writings. trong cái xe And hơi so trong một I cái chose thời gian, my và life of rồi tôi đã pursuit không thể nói với anh ấy những cái điều gì simultaneous đã xảy with ra my cho life tôi of vì sợ silence. rằng anh ấy sẽ không tin tôi, và I tôi đã không practiced my nói cái lời interior, nào. practiced my Và meditation, my kriya yoga, trong and the cái more lần I đầu got cái out of trong the cái nơi way, đầu my tiên own tôi interior thậm chí life, không hiểu the cái điều greater the gì light became đã xảy inside ra of với me, tôi, và the tôi không easier nói it gì was cả, to live và tôi đã bắt through the đầu light in the world một cái to thời the gian light. dài im lặng, thinh But I lặng, also và prayed từ every day. cái lúc đó Today is a tôi đã good day làm to một cái con die. người khác. Và Today sáng is nay my day. tôi đã bắt Take me đầu home. I don't want to be here. I'm not cái hành needed trình đi here. xuống phía nam, và nó đã có I cái mặt then came to trời, understand mặt trời mọc rất là đẹp. that my living in the world has impact. Tôi đã bắt đầu đến đến cái sự thấu hiểu journey rằng to cái việc mà tôi seek sống the, trên thế which I giới này lost nó có một cái makes a tác radiance động, inside of me và cái hành that trình lets me để see mà the light hành inside trình the của world tôi để mà tìm clearly. kiếm The mà more I tôi see cái the gì light mà inside cái the điều mà tôi world, đã đánh the mất more I see it nó inside of đã other làm human beings, một cái sự the tỏa more rạng I bên know trong của that tôi, they are và like điều me. đó nó đã làm khiến cho And that's tôi a thấy được hallmark cái ánh of a sáng ở mystical bên trong của thế experience giới is when your nó course càng rõ changes ràng hơn. toward Và love. khi mà tôi càng thấy cái ánh sáng bên trong của thế giới nhiều I hơn, know how thì hard tôi life càng can be. thấy nó Everybody cái ánh loses, sáng ở bên everybody trong suffers. những cái con người khác. Và One of the càng tôi benefits càng biết of nhiều, living an thì tôi interior càng life, thấy là especially when you're on the edge of tôi càng thấy despair, là họ giống and all you tôi, want to do is và go đó home, là nó là is that there's a place of strength cái đánh there. dấu của một Your continual, cái trải nghiệm thần original bí self. khi mà cái cuộc đời The của greatest bạn strength that I đã have hoàn toàn biến đổi hướng đến cái tình yêu is thương, knowing I'm going to và die. tôi biết là cái cuộc sống nó Knowing đã who I khó khăn am, như thế nào, where I came nó có from, thể khó khăn như thế nào, và mọi knowing người where I'm going. người ta mất đánh This mất, gives me người this ta superpower thống to khổ, người ta stay đau here. khổ, và một trong những cái Because lợi I ích know của cái the việc ending of the sống story. nó trong cái The đời story sống nội tâm á, ends for đặc biệt everyone là khi mà bạn with ở goodness. bên cái rìa của cái tuyệt vọng, bên bờ của tuyệt vọng, và tất cả If you những cái điều want gì bạn to muốn experience chỉ the là đi về divine, nhà, you have to clear và the đó là table. một cái nơi chốn của sức mạnh ở And đây, that is a và meditative bạn life. và đó là cái There's bản lots of thể kinds of nguyên meditation thủy in the vẫn world. tiếp tục Some của of its bạn. flow form, Cái sức Tai mạnh vĩ đại Chi nhất mà or tôi yoga. có là Some cái of việc its mà sitting biết form, rằng tôi sẽ Zazen chết, or biết centering rằng prayer tôi là practice. ai, và tôi đến Cezanne từ painted đâu, a meditation và biết cái every nơi time. mà tôi
sẽ đi. Điều này nó cho tôi một cái sức mạnh siêu năng lực để mà ở đây. Bởi vì tôi biết là tôi biết cái kết của cái câu chuyện này, cái câu chuyện thì nó sẽ kết thúc với mọi người với cái điều tốt đẹp. Và nếu mà bạn trải nghiệm, nếu bạn muốn trải nghiệm thiêng liêng, thì bạn phải có bạn phải làm dọn sạch cái bàn. Và đó là một cái đời sống tham thiền, một cái đời sống thiền định. Và có rất là nhiều dạng thiền trên thế giới. Và một trong những cái dạng thiền đó, một cái dạng hình thức của nó, mình thức tuôn chảy chảy của nó là thái cực quyền hay là yoga. Và nhiều khi thì nó còn cái dạng ngồi, tức là dạng tập tôi chảy theo dòng chảy, tức là chuyển động. Còn cái dạng mà ngồi á là dạng ngồi thiền hay là zen, hoặc là đó là cái dạng. Rồi còn có cái dạng mà thực tập về cầu nguyện tập trung, và rồi có cái dạng là như là Seisen đã vẽ tranh, như là cái sự thiền ở mỗi lúc, mỗi khi mà anh ấy viết làm thơ, anh ấy nhảy múa thì đó cũng là thiền. Và tất cả những cái điều này nó là liên quan đến cái việc mà tập trung trong trí tuệ và hơi thở. Và đó là và cái kết của cái đó là cái kết thúc của cái bản thể. Và đó là cái điều mà cái tham thiền nó là, đó là cái việc mà nó dừng lại cái quá trình tư duy, cái nằm trong. Thank you, Michael, for stepping in on my connective issues. Không có ai mà đi ra khỏi nơi này mà không có chết cả. Và đó là cái điều mà nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nhưng mà tại cái thời lúc này, hãy biết rằng bạn vẫn có thể tìm thấy một cái cách, một cái con đường để mà he mentioned in his amazing experience. Cái điều mà anh ấy đã nói trong cái những cái câu trích dẫn đang suy ngẫm là vanished. Toàn bộ cái bản thể của tôi, that is everything. Những toàn bộ tất cả những cái gì mà tôi biết I was về tôi tự biết nó biến mất. Tất cả những gì tôi biết về bản thân mình nó biến mất. Và cái gì nữa ta? Không có gì. Và đó là mọi thứ. Không có gì mà tôi đã làm. Và tôi phải the way out is và in. Tham thiền là nó là cái sự ngưng lại của những cái quá trình tư tưởng về cái lời nói dối về bạn là ai. Và cái con đường đi ra là cái con đường đi vào. Và chúng ta là tình thương, và chúng ta từ tình thương và để và chúng ta là để mà chúng ta yêu thương. Và với cái việc yêu thương thì chúng ta sẽ quay trở lại. If we had this type of unitive experience, cái đời sống của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào nếu chúng ta có cái sự chúng ta có cái trải nghiệm hợp nhất với thiên liêng giống như là của Peter vậy. Và những cái giá trị liệu là cái điều đó nó sẽ làm thay đổi cái đời sống của chúng ta đến thà. Liệu chúng ta có sống cái đời sống tương tự như chúng ta đang sống hay không? Liệu những cái hệ giá trị của chúng ta có thay đổi hay không? Liệu những cái gì mà chúng ta ưu tiên á, nó and còn then, giống tương tự hay không? Đó là cái điều mà tất cả chúng ta cần phải suy ngẫm. Đôi khi chúng ta ngẫm và tự hỏi mình. Và liệu cái điều này sẽ ảnh hưởng đến thế giới mà chúng ta sống như thế nào? Và nếu như mà một cái số lượng nhất định của nhân loại có một cái dạng thấu hiểu về cái tính nhất thể hợp nhất của mọi sự sống này và không có cái nỗi sợ về cái chết á, thì những cái giá trị của cái đời sống của giá trị của xã hội của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Và liệu những cái mà những cái túi xách tay của Husi sẽ còn quan trọng nữa hay không? Và về liệu có còn chiến tranh nữa hay không? Liệu có còn đói khát hay không? Và liệu cái giới của chúng ta sẽ trông như thế nào? Và Eva Smith đã chia sẻ một cái trích dẫn mà nó rất là nó trong cái chiêm tinh học nội môn, đó là có đủ người ý thức về cái khả năng của cái sự khai sáng thiêng liêng và có cái sự liên thuộc và cái sự liên thuộc mà để mà hình thành một cái hạt nhân mạnh mẽ, cái sự liên thuộc mà vốn cái nền tảng của nó là tình thương. So how do we end the sense of separated
of Vậy thì separateness. làm sao để chúng ta chấm Me dứt cái here, cảm you over giác về cái there, us, tính chia them. rẽ? And I truly believe it's like he said, if we see the Tôi thực divine sự tin light rằng within khi mà all nếu mà chúng people, ta nhìn in thấy all cái ánh forms, sáng thiêng liêng bên this is trong the mọi người greatest và mọi hình tướng, unifier. và When đó we sẽ là truly do một this, we cái cannot tác nhân help hợp but nhất, love. mạnh, It lớn, flows vĩ đại nhất. automatically Và khi chúng and ta thực sự làm điều spontaneously, đó, chúng ta and it's the very heart of không goodwill. không thể không chỉ trợ giúp mà chúng ta còn yêu thương, và nó sẽ tuôn chảy một cách tự động, một cách bộc phát tự nhiên. And Và for those who want to nó know a little là bit more nó about chính là cái Peter, tâm điểm, nó chính xác là cái the tâm điểm clip của that thiện chí, we trái tim của shared, thiện the full chí. Và interview đối is với những ai here mà chúng ta muốn biết một chút on về the Peter, Coming thì Home cái clip channel mà chúng ta on chia YouTube, sẻ and và the link toàn to bộ it is at the bottom of this cái page. bài phỏng vấn là nó ở trong cái link, đường He link also mà has a ở đây, website, và peterpanagore.love, nó and anh wonderful ấy cũng có một resources on his website, where he cái teaches website, Kriya một cái Yoga trang and web other Peter programs. Panagot, He's và có rất written là nhiều two những cái tài books, liệu trên cái trang Heaven web. is Anh ấy Beautiful, where dạy he goes into more detail of Kriya this experience and Yoga the và những after effect cái of chương trình how khác. Anh ấy đã viết difficult it hai cuốn was for sách, him đó là to Thiên reintegrate đàng into thì the đẹp world. đẽ Very, và very difficult. 2 And a phút long journey. dành cho Thượng Đế. And there's Và going to be a rồi third book called và sẽ Modern có cái cuốn sách thứ Mysticism and ba, You. đó And there's là talks of it becoming Thần Bí a Hiện Đại movie. Và Bạn. Nó vẫn đang Peter là một also cái tựa has a đề YouTube channel dự dự where dự he tính, và does podcasts nó đầu tiên nó là every làm một cái week. bài nói chuyện, And mà his rồi YouTube nó sẽ channel làm là sẽ is có on the làm một cái bottom bộ phim. there. He did Và an anh ấy cũng amazing có one of một his cái kênh experience with the YouTube, nơi Kundalini ấy awakening. đăng những Highly cái post, recommend bài post cả hàng listen tuần. to this one. It's just Và very profound. And anh it's ấy on his YouTube channel with đã thực Peter Panagore hiện at the cái bottom. post And if you cả do a search for tuyệt his vời name, về cái trải nghiệm của anh this ấy will come với up. cái sự thức tỉnh của Kundalini, mà And the tôi rất background là music that you've heard khuyến khích mọi người, throughout giới thiệu this với mọi người. conference and right now is from our beautiful Và contribution cái by nhạc Noel nền là Moses bài and hát his website, Hadron của highervibrationsmusic.org. chú Moses mà chúng ta có thể xem trên And I trang would web. just like to close with a brief Tôi chỉ muốn kết meditation thúc với một cái bài thiền ngắn. that if we can visualize this gold that he says is in Nên là chúng ta có everyone, thể this hình glowing dung light that we cái, cannot chúng see ta covered hãy by có this foam, hình but dung let's visualize of cái ánh seeing it sáng vàng and kim seeing it tỏa within chiếu everyone we bên know, trong bản thể mỗi everyone in chúng our ta, city, và nhìn thấy everyone in the nó whole bên trong mỗi world, người mà chúng ta biết, seeing this mỗi người light trong thành phố của connect chúng to each ta, other, trong quốc gia và trên from toàn each thế other giới. to each Hãy other. nhìn thấy cái ánh sáng này, We can also nó connect được this to kết the other nối kingdoms, từ this bản thể golden của spark chúng of ta với mỗi người, consciousness in our và pets, với và in the từ mỗi người animals of the khác đến world, với in the mỗi người khác, birds, đến với mọi người. in the Và deer, chúng ta in có the thể insects, kết nối với cái ánh sáng này and all the đến với creatures of những the cái giới ocean, khác trong tự nhiên. and the vegetable Và kingdoms teeming with this cái abundant tia sáng vàng kim golden này life. của tâm thức này của chúng ta, Plants that we nó meet, the kết nối vào trong flowers, the cái fields, giới the động vật và forests, chim và côn all trùng và tất cả mọi pulsating vật with của rhythmic life. giới That is các us, tạo vật của biển, the của mountains và trong alive, cái the giới thực minerals, vật, the gems and the stones và nó kết sparkling with the nối với divine toàn bộ radiance, với sự sống trù permeated with phú, love. với cái thực vật mà chúng ta ăn, Let với những this bông love hoa, với những đồng flow and cỏ, với những cánh glow rừng, between với all những cái thực vật forms and của to all mà formless biển cả, lives. và tất cả tỏa chiếu và See humanity đập as với cái becoming nhịp that đập cái station sự of sống nhịp điệu glowing light, này. Và that foaming những cái ngọn mist núi thì burnt sống động, away những cái by the khoáng vật, những recognition of cái the divine viên ngọc, những light cái hòn within đá, each other. nó lấp lánh với một cái See sự tỏa humanity rạng in thiêng liêng cooperative mà nó thấm union nhuần, with cái sự tỏa one rạng life thiêng nhiên mà nó which thấm nhuần tình yêu pervades thương. Hãy all. để cho cái tình yêu thương này phát triển lớn mạnh và tỏa chiếu, See humanity standing face to face with its own và soul. giữa những cái hình tướng và giữa tất cả To những cái sự quote sống vô hình a tướng, và hãy meditation để cho nhân given loại to như one of the là dying trở thành một disciples. cái trạm của cái ánh sáng tỏa chiếu này, DK says, you are mà now face to face with your own bằng cái soul. việc nhận ra And cái ánh standing sáng before the thiêng angel liêng of the bên trong presence, who nhau, is hãy nhìn yourself? thấy nhân loại, You, the và personal self, nhìn thấy and the nhân loại và cái angel, sự the hợp nhất, divine hợp tác self,
với sự sống duy nhất, essential nó reality. tràn ngập đến tất cả, There is in và nhìn thấy reality nhân no loại đứng separation mặt đối or mặt duality, với linh hồn no của chính I mình, or thou, và but simply a bạn God giờ in đây mặt đối mặt manifestation với linh hồn của whose chính nature bạn is light. và đứng trước thiên thần hiện diện Having mà pervaded vốn là this chính world bạn. of the little, Bạn phàm ngã manifest và linh itself hồn, with bản one thể thiêng liêng fraction of là myself, một, I remain là một cái greater, thực tại cơ wider, bản and duy nhất, overshadowing và all my daily có living. cái có trong I, thực the tại, manifesting không không có self, sự chia through the rẽ hay là magical nhị nguyên power trong of thực my tế, nature, trong thực tại, mà chỉ là revitalize, một redeem, cái một thượng and đế trong biểu hiện, reabsorb this mà bản fraction chất của dwelling in the Ngài là ánh body, sáng, may và nó the đang energy of the và divine tràn ngập self cái thế giới này, inspire, thế and the giới light của of the soul direct, cái may we mà be cái sự led biểu from hiện darkness to light, nhỏ bé from the này, unreal to the và real, from death ta to là cái bản immortality. thể đang biểu hiện này, thông qua cái tôi, cái bản thể hiện này, thông qua cái sức mạnh Thank you kỳ very diệu much. It's của been cái an bản chất của honor tôi, to làm sống động, share cứu chuộc this. và tái hấp thụ cái phân mảnh And này as ngự trong cái cơ Heidi thể, mentioned và earlier, cầu mong cho cái năng lượng của bản thể thiêng this liêng is my truyền cảm website hứng, where, my incomplete website where some of the cầu mong bản thể thiêng liêng archives of truyền cảm hứng và ánh sáng của linh hồn material chỉ and dẫn, some photos cầu mong pertaining cho to Alice chúng ta được Bailey to dẫn be dắt found. từ bóng tối đến ánh sáng, Thank you. từ cái giả đến cái chân, từ cái chết đến sự bất tử. Và cảm ơn các bạn rất nhiều, thật là một cái vinh dự để mà chia sẻ điều này. Và đây là trang web của tôi, trang web chưa hoàn thành, và nó có những cái lưu trữ Well, những thank cái you, tài liệu. Rose, and thank you to all the presenters this morning. It was a profound Cảm ơn morning, Rose và and cảm ơn tất cả this những diễn was giả trong buổi just sáng such hôm a nay. stellar Thật là một buổi sáng sâu sắc, và capstone for thật là the một cái entire morning. Just extraordinary, extraordinary reminder of who we are. giống như là một Wow, just put so much into perspective. Thank you very, very much. cái tổng kết This thành brings to tựu mind, lại Mikhail, cho toàn bộ well, cái buổi maybe sáng ngày hôm nay, Heidi knows, để mà Michael's, nhắc nhở chúng Robin's ta là morning ai videos is một 20 cách minute phi thường. segments. Are those Và cảm ơn videos bạn rất là that nhiều. links Điều somehow này that we nó để can't access? Again, maybe you could let us know in the chat They'll be box. available in the recordings. In the Well, recording. they already are in the unedited, but they'll be available in the edits to separate sections so that you can choose them Anh Michael, anh individually. nói là tất cả những Okay. cái link And they're also video available thì on nó Moria sẽ được Federation, different conference years are trong available, and his trong talks from cái different tài liệu lưu conference trữ years. của Yes, hội nghị, yes. tức là cái trang con web của hội It's nghị, so cũng great như to là have them in more of the sound bite 20 minute segments. And know where to go to get them. So, great to know that they're in the larger archival library as well as in the specific conference. Well, thank you thật everyone là for tuyệt để this mà biết extraordinary rằng morning. chúng ta có một cái Let thư us viện mà now nó just lưu trữ take our lại time tất to cả break. There will be những cái hội nghị, some những will cái be chuyên đề silently trong cái hội nghị meditating, này. and some will just Và simply cảm go ơn off mọi người and do what we need to vì một do. cái buổi sáng And let us tuyệt Alina. vời này. Chúng We're ta gonna hãy dành do a thời gian để nghỉ ngơi. donation Ta sẽ đi again, vào and phần then trong thinh lặng. Dana's here again. So if anybody wants to listen to Dana Okay, very good. during the break. I'll sign off. Thank you very much. Let us continue.